Nhắc đến Đồng Tháp, bên cạnh những cánh đồng lúa mênh mông, rừng tràm bát ngát thì không thể không nhắc đến sen. Sen Đồng Tháp không chỉ nhiều, đẹp mà còn rất đa dạng về chủng loại. Trong đó có một loài sen vô cùng độc đáo, đó là sen vua. Nằm ở xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, chùa Phước Kiển hay còn gọi là chùa Lá Sen, nổi tiếng với loài sen vua lá to. Thì cái mùa nước nào mà lũ nhiều á thì cái lá nó 2,5 thước tùy theo cái năm mà nước lớn nước nhỏ. Lá sen trưởng thành có đường kính 2-3 mét, có thể chịu được sức nặng một người lên đến 80 kg. Mới đầu thấy cũng ngại, nhưng mà sau khi bước xuống thì nó có được cái lực đỡ của cái mâm á, nó giữ được cái thăng bằng của trọng lượng người đứng. Cảm giác là mình đứng được trên cái lá sen ở giữa một cái hồ thế này thì cảm thấy rất là thích. Nếu có dịp ghé thăm Đồng Tháp, bạn đừng quên tới chùa Phước Kiển để trải nghiệm cảm giác đứng trên lá sen nhé. TNA, thành viên của TNG Holdings Việt Nam.